khi mà chọn mua một option đơn giản nhất là option 4. Khi mà chọn mua một option đơn giản nhất là option 4 thì các bố các mẹ sẽ nhận được là một bộ cũi như thế này và một bộ khung màn như thế này đây. Với cái option thứ 3 thì các bố các mẹ sẽ nhận được đó chính là một bộ cũi như thế này đây. Tiếp theo đó chính là một bộ khung màn chống muỗi. Và tiếp theo đó chính là mình sẽ lựa chọn đệm. Đệm ở đây thì có hai loại đệm. Thứ nhất đó chính là đệm bông ép. Cái thứ hai đó chính là đệm sơ dừa như thế này đây. Cái này thì sẽ tùy thuộc vào cái sự lựa chọn của bố mẹ. Và đặc biệt là sẽ tặng kèm theo cái option này là một bộ ga bọc giường như thế này đây. Với sự lựa chọn option này thì anh chị nhận được đó chính là một bộ cũi này, một bộ khung màn chống muỗi và chính là bộ quây nữa. Bộ quây như thế này thì mình sẽ nhận được thêm một tấm lót mỏng. Và bộ quây như thế này thì anh chị có thể chọn lựa màu tùy theo sở thích của mình. Khi mà mình lựa chọn option 2 thì mình sẽ nhận được bộ 3 cũi, quây và đệm. Cũi thì sẽ bao gồm cũi và bộ khung màn. Đệm thì mình sẽ có đệm này và miếng ga bọc đệm như này đây. Và tiếp theo đó chính là bộ quây giường. Bộ quây thì mình sẽ có 4 miếng quây như thế này và một miếng lót mỏng đây. Và với cái bộ quây như thế này thì anh chị có thể lựa chọn màu theo sở thích của mình. Khi lựa chọn option 1 thì anh chị sẽ nhận được một bộ full combo. Đó chính là cũi, quây, chăn, đệm và gối. Cũi ở đây mình sẽ nhận được bộ cũi và bộ khung màn. Tiếp theo đó chính là một bộ treo đồ chơi như thế này đây. Tiếp theo là bộ 3 bộ gối. Đó chính là chống chặn này, chống lõm và chống trào. Và tiếp theo đó là một bộ chăn như thế này đây. Và tiếp theo đó mình sẽ nhận được một bộ quây 4 xung quanh thành giường. Và cuối cùng là mình sẽ nhận được một bộ đệm như thế này đây. Và kèm theo đó là ga bọc đệm. Và điều đặc biệt hơn nữa là mình có thể lựa chọn màu bộ qua toàn bộ như này theo cái sở thích của mình.